Kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tra cứu hóa đơn mua vào, bán ra trên trang hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn. Sau khi công ty các bạn giao dịch với khách hàng hoặc là nhà cung cấp và được xuất hóa đơn có hoặc không được cơ quan thuế cấp mã, thì chúng ta sẽ vào trang hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn, nhấn vào chữ đăng nhập, điền tên đăng nhập và mật khẩu của công ty các bạn vào, sau đó nhập mã CAPTCHA, nhấn vào đăng nhập. Tại đây chúng ta nhấn vào tra cứu, chọn tra cứu hóa đơn. Nếu như các bạn muốn tra cứu hóa đơn mua vào hoặc bán ra, chúng ta chọn tab tra cứu hóa đơn điện tử bán ra. Nếu như chúng ta muốn tra cứu hóa đơn bán ra, chọn tab tra cứu hóa đơn điện tử mua vào. Nếu như chúng ta muốn tra cứu hóa đơn điện tử mua vào. Tại đây thì chúng ta chọn ngày mà chúng ta cần tra cứu. Trạng thái hóa đơn chúng ta chọn là tất cả. Nếu như chúng ta muốn tra cứu tất cả bao gồm cả hóa đơn mới, thay thế, điều chỉnh hay hủy. Còn nếu không thì các bạn có thể chọn một trong các trường hợp ở bên dưới. Ở đây tôi chọn là tất cả. Kết quả kiểm tra thì nếu như mà chúng ta muốn tra cứu hóa đơn đã cấp mã, tức là đối với công ty có đăng ký với cơ quan thuế về cấp mã hóa đơn thì chúng ta chọn hóa đơn đã cấp mã. Còn trường hợp các công ty mà không đăng ký với cơ quan thuế về cấp mã, giống như là công ty về viễn thông hoặc là các cái ngân hàng xuất các hóa đơn về phí dịch vụ ngân hàng, thì đó là những hóa đơn tổng cục thuế đã nhận nhưng sẽ không cấp mã. Thì các bạn chọn tra cứu cấp mã hóa đơn trước, sau đó chúng ta nhấn tìm kiếm. Ở đây tôi chọn là tháng 3, sau đó tôi nhấn vào tìm kiếm. Thì lúc này tại tab hóa đơn điện tử tôi sẽ tra cứu được một hóa đơn. Còn nếu như có nhiều hóa đơn thì trình duyệt sẽ hiển thị các hóa đơn mua vào ở bên dưới này. Và các bạn lưu ý để ý số trang, xem nó có bao nhiêu trang để chúng ta xem được hết dữ liệu. Còn nếu như hóa đơn nào được khởi tạo từ máy tính tiền thì chúng ta chọn ở bên tab hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền. Còn ở đây không có thì tôi chỉ chọn hóa đơn điện tử thôi. Để xuất khẩu được danh sách hóa đơn mua vào, chúng ta nhấn vào xuất hóa đơn. Lúc này phần mềm sẽ xuất ra file Excel cho các bạn. Và đây là danh sách hóa đơn mua vào tháng 3. Trên danh sách này thì chỉ thể hiện các cái thông tin chung và tổng tiền, không thể hiện các mã, hàng hóa, vật tư chi tiết. Do đó, trong trường hợp công ty nào là công ty mua các cái vật tư hay là hàng hóa, chúng ta muốn xem chi tiết từng mặt hàng, thì lúc đó chúng ta phải đã có chuột vào hóa đơn chúng ta cần xem. Sau đó nhấn vào xem hóa đơn. Thì lúc này trên hóa đơn mới thể hiện chi tiết từng mặt hàng cho các bạn. Và từ đó chúng ta căn cứ để hạch toán. Và hóa đơn này thì được cơ quan thuế đã cấp. Đó là trường hợp chúng ta tra cứu hóa đơn điện tử mua vào đã cấp mã hóa đơn. Còn trường hợp tổng cục thuế đã nhận nhưng mà không cấp mã thì chúng ta chọn dòng bên dưới. Sau đó tôi cũng nhấn vào tìm kiếm. Thì ở đây có hóa đơn của phí ngân hàng. Chúng ta có thể nhấn vào xem hóa đơn. Đây là phí quản lý tài khoản. Và khi mà có hóa đơn như thế này thì chúng ta sẽ phải hạch toán hóa đơn này lên trên tờ khai, phải kê khai tiền dịch vụ và tiền thuế riêng để chúng ta báo cáo với thuế. Để tra cứu hóa đơn điện tử bán ra thì các bạn cũng nhấn vào tra cứu tương tự. Chúng ta chọn tra cứu hóa đơn điện tử bán ra, chọn ngày lập hóa đơn. Ở đây chúng ta cũng chỉ chọn được trong vòng 1 tháng. Trạng thái hóa đơn tôi cũng chọn là tất cả. Kết quả kiểm tra tôi cũng chọn là tất cả, sau đó nhấn vào tìm kiếm. Nếu như có hóa đơn nào được xuất ra thì phần mềm sẽ hiển thị dữ liệu ở bên dưới này. Còn nếu không có thì thôi. Muốn in hóa đơn hoặc là muốn xem hóa đơn thì chúng ta lại đặt con chuột vào chứng từ hóa đơn mà chúng ta cần xem. Sau đó nhấn vào chữ xem hóa đơn. Trường hợp nếu như chúng ta muốn xuất hóa đơn thì chúng ta nhấn vào xuất hóa đơn để chúng ta xuất khẩu ra file Excel. Trường hợp muốn xuất ra XML để chúng ta lưu thì chúng ta chọn xuất XML. Đó là cách mà chúng ta tra cứu hóa đơn điện tử mua vào và bán ra. Còn có các trường hợp tra cứu khác như là tra cứu bảng tổng hợp, thông báo gửi cơ quan thuế, thông báo từ cơ quan thuế. Thì chúng ta muốn tra cứu nội dung nào thì chúng ta chọn tra cứu nội dung đó. Sau đó chúng ta nhấn tìm kiếm là được. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách tra cứu thông tin hóa đơn điện tử trên trang hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn. Nếu như bạn nào quên, không nhớ tên đăng nhập và mật khẩu thì chúng ta nghe video cách lấy lại mật khẩu truy cập trang hóa đơn điện tử ở trang phía trước.